gặp hai thanh niên đẹp trai trong đội, đẹp trai nhất là ai cũng comment là tại sao ba tập rồi mà không ai thay đồ hết. Boy rất là lâu rồi. Tại vì hồi đó em bạn nghe Jisoo Boy mà. Tại vì còn bây giờ là siêu nghe em. Yeah. Không phải, tại vì cái thời đó là rap nó sẽ rất là gang gang. Nhưng mà Jisoo Boy thì rap rất là cute và nó không có từ em nghe chị Jisoo Boy khá nhiều. Nhưng mà bây giờ yeah. Ôi trời ơi, mấy tập lận đấy. Là ai cũng comment là ủa tại sao ba tập rồi mà không ai thay đồ hết? Bởi vì đó là lý do. Vậy xin tiết lộ lý do tại sao ba tập rồi không? Bộ đồ mặc hoài ba tập liền. Kỳ quá à, biết sao không? Đâu phải là cái sạc diễn thời trang của huấn luyện viên đâu để cho các bạn lên chứ. Ôi trời. Space, mình là Gương nha. Và mình sẽ thể hiện thật cháy trong vòng thi thứ hai này. Tí em vừa em coi phim xong em đang quay xong nha mọi người. Yeah. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài hàng Anh có vô Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.